Bác sĩ Thu Nguyễn tại Kaida Chiropractic chuyên trị chèn ép hoặc viêm dây thần kinh ngoại biên, phình, thoát vị đĩa đệm cột sống, trị tê rần, nóng rát, đau như kim chích, kiến bò, đau nhức khớp, dây chằng, bắp thịt và gân. Bác sĩ đã từng hành nghề nội khoa ở Việt Nam, có chứng chỉ kéo giãn cột sống, chống phình đĩa đệm. Văn phòng có những trang thiết bị hiện đại có thể giúp quý vị tránh đi nhiều tình trạng cần phải phẫu thuật. Sau nhiều lần chữa trị thì hôm nay tôi trở lại bình thường, tôi có thể đi bộ. Kaida Chiropractic 408 502 9761.